Kính thưa ban giám đốc, kính thưa toàn thể anh em công ty, tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Văn Đạt, nhân viên kinh doanh đến từ công ty đầu tư phát triển Hòa Bình. Ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cho toàn thể quý công ty một dự án mà chúng ta đang triển khai, đó là dự án VSC Complex nằm ở số 158 Nguyễn Sơn. Về phần trình bày của tôi gồm các phần nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất là tổng quan về quận Long Biên. Nội dung thứ hai tôi giới thiệu về chủ đầu tư. Nội dung thứ ba tôi sẽ đi chi tiết về dự án và chính sách bán hàng, và cuối cùng là các lý do chúng ta nên lựa chọn dự án làm nơi an cư và lập nghiệp. Về phần thứ nhất, tổng quan về quận Long Biên thì vị trí quận Long Biên của chúng ta nằm ở phía đông của thủ đô Hà Nội và có diện tích lớn nhất là 6.038 ha, và là quận có diện tích rộng nhất Hà Nội, và với ưu điểm là được bao bọc bởi hai con sông là sông Hồng và sông Đuống, và có cơ sở hạ tầng phát triển vượt bậc và có nhiều dự án đang được xây dựng và đưa vào hoạt động. Về hệ thống giao thông, quận Long Biên của chúng ta là cửa ngõ của những con đường lớn và tuyến đường lớn như là các tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội Thái Nguyên và cao tốc Nội Bài. Về quy hoạch của quận Long Biên tầm nhìn năm 2030 thì quận Long Biên của chúng ta có xây mới và mở rộng các cây cầu như cây cầu Tứ Liên được bắc từ khu vực Quảng An Tây Hồ sang khu vực Đông Anh, cây cầu Trần Hưng Đạo được bắc từ bệnh viện 108 sang khu vực Đông Du Bồ Đề, cây cầu Giang Biên, cây cầu 42 và mở rộng cây cầu Vũng Ti giai đoạn 2. Và cùng với đó thì quận Long Biên của chúng ta có rất nhiều các khu đô thị đẳng cấp, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng. Đáng kể đến nhất ở đây là khu đô thị Vinhome Riverside, khu đô thị đáng sống bậc nhất của Đông Nam Á. Cùng với đó là các khu đô thị như khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Thượng Thanh và khu du lịch nghỉ dưỡng ven sông Hồng. Về phần tiếp theo về chủ đầu tư của dự án của chúng ta, chủ đầu tư của chúng ta là công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Trương Dương, có trụ sở chính nằm ở số 379 ngõ 2 đường Nguyễn Văn Cử, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Trương Dương được thành lập năm 1995, và qua 25 năm phát triển, công ty đã từng bước ghi dấu ấn tên của mình trên thị trường cùng với rất nhiều các lĩnh vực mà công ty đang triển khai, như là xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp và rất nhiều các công trình khác. Về các dự án mà chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Trương Dương đã triển khai thì có đáng kể đến nhất ở đây là khu tòa nhà BIDV Thành Đô, khu nhà ở Đầm Cọ Đông Dư Gia Lâm, khu trưng bày đồ sứ Bát Tràng và khu nhà ở CT1, CT2, CT3, khu Đặng Xá. Và phần tiếp theo là tổng quan về dự án. Thì dự án của chúng ta có chủ đầu tư là, như tôi đã nói, là công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Trương Dương, vị trí là nằm ở số 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, có tổng diện tích là 8.000 m², và đơn vị thi công đấy là công ty xây dựng Confitex số 3, và có chiều cao là 17 tầng, có tầng 1, tầng 2 là khu thương mại và tầng 3, tầng 4 là dịch vụ văn phòng, có 2 tầng hầm và tổng là 117 căn hộ. Ở bên cạnh đó thì có 48 lô shop house có mật độ xây dựng là 40% và thời điểm bán ra vào quý 2 năm 2030, và hình thức sở hữu là sổ hồng lâu dài. Về mặt bằng tổng thể thì dự án của chúng ta có một sàn có 9 căn hộ, có diện tích từ 51 cho đến 100 m², được chia từ 2 đến 3 phòng ngủ và có 3 thang máy trên một mặt sàn và có 2 thang bộ. Và đây trên hình ảnh chúng ta là mặt bằng điển hình của những căn hộ 3 ngủ có diện tích là 90m và 100m. Đây là căn 100m. Thì chủ đầu tư chúng ta có thiết kế tối ưu hóa công năng sử dụng, nó ra là nhìn rất là hợp lý và đầy đủ các tiện ích bên trong. Đây là hình ảnh của căn 2 ngủ có diện tích từ 51 cho đến 84 m². Về đây là thiết kế 3D của căn hộ. Thì ở căn hộ chúng ta thì chủ đầu tư bàn ra nội thất rất là gần như đầy đủ, phun nền tường bao gồm ví dụ như là có phun thiết bị nhà vệ sinh đã có bình nóng lạnh, phun thiết bị nhà bếp đã có bếp từ hút mùi, tủ bếp và bồn rửa, và điều hòa các phòng, có điều hòa phòng khách là điều hòa âm trần và điều hòa phòng ngủ là điều hòa gắn tường, toàn bộ là của điều hòa là của Daikin, và các thiết bị như đủ bếp và thiết bị cửa đều là nhập khẩu hết. Và phần tiếp theo là dịch vụ và tiện ích của dự án. Thì dự án của chúng ta có tầng 1, tầng 2 là phần dịch vụ thương mại, thì ở đó chúng ta sẽ có khu mua sắm,
và tầng 2 chúng ta có cháu khu tầng gym, khu chăm sóc sức khỏe, và tầng 3 và tầng 4 thì có cháu khu thêm khu văn phòng, khu văn phòng. Về liên kết vùng của dự án thì dự án của chúng ta nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất của quận Long Biên, thì từ đó chúng ta di chuyển sang khu vực Hồ Hoàn Kiếm chỉ mất 2 cây số, và cách bệnh viện Đa Quốc tế Đông Anh chỉ 300 m, và cách trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Lâm khoảng 100 m, và cách chợ 100 m, và cách bến xe Gia Lâm khoảng 800 m, và cách cầu Trung Dương chỉ 1 km. Về phần tiếp theo sẽ là phần chính sách bán hàng và tiến độ thanh toán. Thì chính sách bán hàng hiện tại của dự án là thanh toán theo tiến độ, thì khách hàng sẽ được tặng là 30 triệu đối với căn 2 ngủ và tặng 60 triệu đối với các căn hộ 3 ngủ. Và cùng với đó thì chính sách ngân hàng, thì ngân hàng ở đây là ngân hàng Vietcombank sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng vay tổng tối đa là 65% tổng trị căn hộ, và được hỗ trợ lãi suất cho đến hết ngày 31/8/2020. Về tiến độ thanh toán thì đến thời điểm này là chúng ta đã bàn giao về căn hộ cho quý cư dân về ở. Thế ra là tiến độ thanh toán chúng ta thì sẽ có đặt cọc là 50 triệu. Và đợt 1 ký hợp đồng mua bán vào 30%. Và đợt 2 là sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán thì chúng ta sẽ vào 65% cộng với 2% phí bảo trì để nhận nhà. Và đợt cuối cùng là 5% khi bên chủ đầu tư thông báo nhận bàn giao quyền sử dụng đất. Và phần cuối cùng, các lý do chúng ta nên lựa chọn dự án PSC Collect làm nơi an cư và lập nghiệp. Thì lý do thứ nhất là vị trí vàng, tiềm năng tăng giá cao. Thì lý do thứ hai là thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, hiện đại và tối ưu hóa công năng sử dụng. Lý do thứ ba là diện tích hợp lý, giá cả phải chăng. Và lý do cuối cùng là mật độ căn hộ trên mặt sàn cực kỳ hợp lý. Xin cảm ơn toàn thể quý công ty đã lắng nghe. Phần mềm tôi đến hết. Cam kết không em?
này thì bên chủ đầu tư của em thì sẽ là khi khách hàng họ người nào đến trước thì sẽ được nhận phần trước, đăng ký trước sẽ được trước. Bây giờ bao nhiêu hộ về ở rồi? Bây giờ khoảng là 50 hộ về ở đấy. 50 hộ về ở rồi, gần những cái chỗ để rồi nhỉ? Không, chỗ để bọn em thì có thể để dưới hầm, có thể để bên trên nữa. Nãy thì em cũng nghe em giới thiệu về cả shop house nữa. Thì giá bán shop house bây giờ như thế nào? Giá bán shop house thì cái khối lớp house thì hiện tại em cũng bán hết rồi. Thì cái giá bây giờ thì nó chung là hàng thử nghiệm, thế ra là nó sẽ không có cái giá cụ thể. Nó sẽ nằm trên mặt bằng chung của khu vực vậy. Thì là khoảng bao nhiêu? Khoảng bây giờ nó giá nó khoảng từ 130-140 triệu mét vuông. Là mặt đường Nguyễn Sơn ạ? À, không, cái mặt đường Nguyễn Sơn thì giá sẽ cao hơn, mặt đường Nguyễn Sơn nó phải tầm khoảng 200 triệu. Có những hộ khách hàng của em mua ba hỏi mua tầm 200 triệu mà chủ nhà họ bán lại. 130-140 thì là được khoảng nào? 130-140 là nằm ở mặt trong nội khu. Nội khu ạ? Nội khu nhưng mà ở mặt ngõ 188 hay là mặt bên đối diện nhà dân? À, mặt đối diện nhà dân. Còn mặt ngõ 188 thì nó cũng lên tầm 150-160 đấy. Theo em thì bây giờ anh nên đầu tư vào căn nào? Vâng, anh cho em hỏi chút là mình đang có quan tâm là để mình đầu tư hay là mình mua để ở? Anh mua để đầu tư. Đầu tư thì ở đây thì mình nên chọn những căn như căn 2 ngủ. Có tổng giá tiền như căn 1103, hiện tại thì ở đây như những căn này thì bên em có thuê với căn 2 ngủ nó rơi vào khoảng là 11 triệu. Đây là những đầu tư cho thuê. Có đồ không? Dạ đồ cũng không. Đồ đây cái giá em vừa nói thì là chỉ đồ cơ bản của chủ tư thôi. Chưa có đồ. Nếu có đồ vào thì giá thuê sẽ hơn. Cho thuê, đã có nhà nào cho thuê được chưa? Dạ ở đây thì cư dân mới về ở cũng chưa có cho thuê. Thế làm sao mà biết được cho thuê được giá 11 triệu? Cái mặt bằng chung khu vực này thì em thấy là họ cũng cho thuê khoảng giá như thế. Xung quanh có thuê tầm 7-8 triệu một căn thôi. 7-8 triệu thì cũng là anh nói dự án nào, bởi vì nếu 7-8 triệu thì chắc là cũng trong phòng nó không có gì, không có đồ đạc gì hết. Bên em thì đồ đạc thì cũng có cơ bản rồi. Điều hòa nó cũng lạnh đầy đủ hết. Thì không biết là có anh nói đầu tư ở đây là anh đầu tư về để cho thuê hay đầu tư để tăng giá? Thuê thì cái nào thì nó phù hợp hơn? Cái này thì đấy, vì nó là cái nguồn tiền của mình, nên là em cũng hơi khó nói, vì là nguồn tiền anh có thể đầu tư ở đây một thời gian có giá thì anh bán đi, nếu mà anh đầu tư lâu dài thì có thể là để anh không ở nơi thì có thể cho thuê. Thì cái nào nó hợp lý hơn thì nó do cái quyết định của mình thôi. Thì anh cần gì nhờ em hỗ trợ nữa? Thì em hỗ trợ anh đây là hỗ trợ để anh từ lựa chọn là căn hộ nó phù hợp nhất về cái giá cả. Vậy nên đầu tư vào căn nào? Hiện tại bên em có cái căn 1103, nhưng mà cơ bản là anh đang chọn là chọn căn 2 ngủ hay là 3 ngủ? Anh cần căn 3 ngủ. 3 ngủ. Thì căn 3 ngủ thì bên em hiện tại thì bán hết rồi, đây chỉ còn căn 2 ngủ thôi. Có diện tích từ 75 đến 84 mét. Thế thì bây giờ làm sao bây giờ lại căn 3 ngủ? 3 ngủ thì cho anh cho hỏi chút, thì ngoài cái dự án ra anh có tìm hiểu thêm dự án nào khác không? Mấy dự án xung quanh đây rồi. Tại vì nếu mà căn 3 ngủ ở dự án này thì em đi hết thì đã bán hết từ lâu rồi. Thì bây giờ nếu mà anh cần căn 3 ngủ thì em có thể giới thiệu cho anh thêm một dự án dần ở đây, dự án Bellver thì căn 3 ngủ đang còn. À, em còn bán dự án khác nữa à? Em còn bán dự án nào nữa? Em, với em thì làm sale thì chúng ta là phải bán nhiều cái dự án để mà cho khách hàng họ lựa chọn với cái tầm đủ tầm tài chính của họ. Ví dụ em nếu giả sử cái căn 3 ngủ thì em sẽ giới thiệu vào dự án nào cho anh? Căn 3 ngủ hiện tại bên em đang có cái dự án Bellver nằm ở trong ngõ 390 mét từ đấy. Dự án nó kiện tụng mấy năm trước đấy hả? Dạ không, dự án này là cái L1 mới xây dựng và cũng mới bàn giao vào cuối năm vừa rồi. Căn 3 phòng ngủ của em thì có tầm khoảng từ 105 cho đến 120 mét. Nó có tổng
khoảng tiền từ 3.6 tỷ cho đến khoảng hơn 1 tỷ, 1.5 tỷ. 3.6 tỷ, 4 tỷ à? Là bao nhiêu mét nhỉ? Từ 105 đến 121 mét. 105 và 3 tỷ. 6 à? Gần 36 triệu mét vuông. Vâng, về những tổng giá như thế thì bọn em lấy ra đấy em chưa bao gồm những thứ như là em chưa trừ những chiết khấu, hiện tại dự án rất là nhiều chiết khấu gốc cho gia đình mình. Thì không biết là anh mua có cần phải cần hỗ trợ từ ngân hàng không? Bên em hỗ trợ ngân hàng như thế nào? Bên em thì đang có ngân hàng Techcombank họ hỗ trợ và có hỗ trợ cho đến 0% lãi suất đến cuối năm nay. Cuối năm nay 6 tháng. Hỗ trợ cuối năm nay là lãi suất bao nhiêu phần trăm? Lãi suất là 0% lên cuối năm. Sau khi hết 0% thì lãi suất là bao nhiêu? Theo cái lãi suất trôi nổi của ngân hàng hiện tại thì là khoảng bao nhiêu? Khoảng 10, 11%. 1% bằng thì công banh bằng lãi suất tốt hết nhỉ? Thế giả sử anh vay cuối năm nay mà anh tất toán khoản vay có được không? Dạ được nhé, tại vì bên Techcombank họ đang hỗ trợ và sẽ miễn phí trả nợ trước hạn cho mình. Vay vay 6 tháng vẫn được? Dạ vâng. Có nghĩa là anh vay thì anh vẫn làm hồ sơ, nhưng mà hồ sơ là vẫn vay tối đa là 35 năm. Nhưng mà anh có thể cuối năm anh một khoản tiền là về đó anh tất toán thì mà bên em thì không tính phí phạt. Nếu mà trả thẳng luôn thì như nào? Trả thẳng luôn thì vẫn anh trả thẳng luôn để nhận nhà luôn thì anh làm chín sớm 95% cộng với 2% lương hưu thì anh phải chiết khấu luôn là 5%. 5% 3.6 4 tỷ đi, 4 tỷ là 200 triệu, 3.6 là 180 triệu, còn 3.4 50, thế là cắt tầm bao nhiêu? Anh cho em hỏi chút là mình đang còn có khoảng tầm anh muốn chọn thì bọn em ở từ tầng 3 đến tầng 21 thì là không biết là anh ở khoảng tầng nào, tầng thấp, tầng cao, tầng trung. Theo em thì tầng nào nó tầng đẹp mà nhiều người mua, nhiều người bán, dễ mua dễ bán? Mua dễ bán thì chắc vào khoảng tầng trung thì từ tầng khoảng 8, 9, 10 đến khoảng 15, 16. Thì cho em xem tầng 10, 11 gì đấy. Anh cho hỏi chút thì không biết là anh chọn cái hướng nào, anh chọn quan trọng là hướng. Không bị quan trọng đâu, anh mua đầu tư mà. Bây giờ em đang có căn hộ 04 là 109 mét. Nếu căn này mà anh mà không vay ngân hàng mà thanh toán sớm luôn thì sẽ còn khoảng là 3.814 triệu. Giá gốc của nó là bao nhiêu? Giá gốc, giá niêm yết của nó là 4.048 triệu. 4.048. Vâng. Thanh toán hết tiền là 3.8. Vâng. Bao nhiêu mét nhỉ? Căn này là 109 mét. Tính ra đơn giá của nó thì vào khoảng là 34.299.000. 35 triệu. 35 triệu, 34.86, 35 triệu một mét vuông. Tầng mấy nhỉ? Đây là tầng 12. Tầng 12 ạ. Vâng. Căn này là căn nộ 04 là căn góc. Đâu mặt bằng căn đấy như nào? Đây. Căn số 4 ạ. Dạ vâng. Căn này là mấy phòng ngủ đấy? Căn này là căn 3 phòng ngủ và một phòng đa năng là mình có thể là một kho. Một phòng đa năng. Cái này thì là ở dự án Medivore đây ạ? À? Dạ vâng, ở dự án Medivore. Dự án Medivore thì căn này là 35, căn rẻ nhất là bao nhiêu tiền trên 1 mét vuông? Căn rẻ nhất của bên em nếu mà trừ tất cả chiết khấu thì là còn 31.700.000 mét vuông. Đấy, nó đi không hợp lý. Cái dự án mà em đang giới thiệu đầu tiên giá nó hơi cao. Những cái dự án bên cơ này thì bên em, anh về ở thì ở này nhận nhà và ở luôn được.
mà ở dưới tầng 2 bên em cũng có là các dịch vụ như là gym, spa, các bể bơi, thì các dịch vụ này bên em là hoàn toàn phí cư dân. Cái này về bàn giao nội thất như nào em? Là thưa anh, là bên em thì bàn giao cơ bản thì nó bao gồm tường trần cao, sàn, thì phòng khách là sàn gạch và phòng ngủ sàn gỗ và các thiết bị nhà vệ sinh. Bàn giao giống như cái dự án VAC kia hả? Dạ không, cái này thì có bàn giao nội thất thì nó sẽ ít hơn một VAC một chút. Nó thiếu những cái gì, có thêm cái gì? Dạ. Nó có thêm cái gì so với thằng VAC kia? Ở đây thì bên em có tiện ích có thêm bể bơi. Về như ở ngoài kia, như cái căn này của em đang giới thiệu anh là căn 1204, có đơn giá là 34 triệu, nhưng mà anh mua ngoài PSC thì cũng đơn giá 34 triệu, anh không mua được căn nào. Như căn này anh mua về có thể đầu tư thêm nội thất thì cũng chỉ mất tầm khoảng 3 giá thôi. 3 giá, cái này bao nhiêu mét? Căn này 100 mét. 300 triệu, 3.8 đúng không? Vâng. 300 là 4.1, 4.1 chia 1.9, 4.1 chia 1.9, 37.6 triệu. Vâng, nhưng mà nếu mà anh mua một căn 3 ngủ ngoài dự án PSC, hiện tại thì giá đơn giá cũng phải lên đến 40 triệu mét vuông. Mà căn hộ của mình cũng chỉ đến là được 100 mét là cao nhất, là rộng nhất. Nếu căn 3 ngủ, nhưng mà PSC. Giá cao nhỉ? Thế nên về nếu giá cao thì cái giá mặt bằng chung của khu vực này của em thì giá cũng phải trên khoảng này hết rồi, không có rẻ hơn. Thế thì khó nhỉ, thế thì chắc là phải mua ở chỗ khác. Giá thuê ở bên Pediver này thì cho thuê bao nhiêu tiền một căn? Giá thuê nếu mà đồ cơ bản thì đối với căn 3 ngủ thì thuê vẫn được tầm khoảng 11-12 triệu. Đó là căn 3.8 cộng thêm 300 triệu tiền nội thất vào là 4.1. Nếu mà anh làm nội thất là hết 4.1 rồi thì anh có thể cho thuê giá cao hơn với căn 3 ngủ. Giá thuê được khoảng bao nhiêu? Khoảng 15 triệu thì một năm được bao nhiêu tiền? 180 triệu. 180 triệu. Xong là 4.1, 5% thì cả 200 triệu, chưa được 5% mà là giá trị đổ vào là 4.1 là thanh toán hết tiền luôn. Hơi cao nhỉ, hơi nhiều tiền mà chỉ cho thuê được cũng 15 triệu. Thế thì 4.1 là thì anh nên mua 2 căn ở Tham City, 1 căn ở tỷ 8, 2 căn ở tỷ 8 là 3.6, còn hơn 500 triệu anh mua cho bộ hàng một con Honda City nữa, cho thuê 10 triệu một tháng một căn. Khu vực Tham City thì không biết là anh đang mua căn hộ tầm bao nhiêu mét, có 8 tỷ 8. Thế em có làm Tham City không? Em không làm bên Tham City, nhưng mà cái giá bên đấy em thấy mặt bằng chung nó cũng phải trên 40 triệu mét vuông hết. Đấy là tòa mới, tòa anh mua tòa T10 là được rồi, căn 51 mét vuông là tòa có tỷ 8 thôi. Nhưng mà tòa Tham thì cũng bản giao cũng từ khá lâu rồi, bây giờ thì nghĩ là chung nó cũng hai khu vực khác nhau, bên kia là bên phố, bên này thì bên Long Biên thì hai khu vực khác nhau thì có chứ, trong phố mà cho thuê được 10 triệu và sang bên này không phải là phố mà cho thuê không bằng thì rõ ràng thì để so sánh chứ, có phải không? Anh mua đầu tư nên phải quan trọng tiền của anh nó cho vào đúng chỗ không? Thực ra là anh mua cái này để ở, nhưng mà ở một thời gian thôi, nếu được thì anh lại bán nó cho thuê đi, anh phải tính phương án. Giả sử ở mấy năm không có tiền thì sao? Covid như này chuyện bình thường, không có tiền phải tính phương án khác chứ. Thì thuê không cho thuê được, bán thì không bán được. Ở đây thì nếu mà anh ở một thời gian sau thì cho thuê thì thoải mái, cũng là có người thuê. Và anh bán thì sau này ví dụ như các tòa mới bây giờ giá nó cũng phải tầm 40 rồi thì cái tiền đặt giá ở khu vực này rất là cao. Tại vị trí nó cũng khá là trung tâm, nó đầy đủ, anh đi chuyển đi đâu rất là thuận tiện. Anh rất thích căn 3 phòng ngủ của VAC, anh tưởng là còn căn 3 phòng ngủ, đấy em giới thiệu vậy. Nội thất của VAC nó với cái này nó như thế nào em? Với cái Pediver này thì nó như thế nào?
Nếu mà ngoài PSC thì nội thất đầy đủ hơn một chút. Nó có bao gồm những thiết bị như là thiết bị bếp đã có rồi, đồ nào có rồi. Nhưng mà cái thiết bị vào thì nó đồng nghĩa là nó đơn giá của ở đấy cũng tăng lên. Cũng có nhỉ. Nên đầu tư dự án mà. Okay. Em làm lâu chưa? Em làm lâu rồi. Theo em thì nên đầu tư vào dự án nào? Đầu tư thì anh đầu tư vào dự án Bayer. Thì bây giờ anh đang nhu cầu sử dụng cái đầu tư của anh đầu tư và lúc đầu anh ở. Sau đó thì anh mới đầu tư hay là anh đầu tư luôn từ đầu? Đầu tư luôn từ đầu là như nào? Bạn anh bây giờ đang này không bỏ tiền ra một nơi anh chỉ mua và anh để đấy để anh cho thuê hoặc là có tiền đang tăng giá thì anh bán. Thì trước mắt anh cứ mua để ở của anh chứ đã. Để ở để ở đã. Nhu cầu của anh này đang cần các ba phòng ngủ thì anh vẫn cứ thích mua ở trong bay vơ vì bên trong đấy nó đầy đủ các tiện ích, đầy đủ hết. Và đơn giá ở đây thì ở trong này giá nó rất đắt hơn. Nếu hoàn thiện vào nữa thì cũng đầy đủ hết và giá đơn giá nó rất hơn bên ngoài kia. Cho vào một lúc 1.1 thì cũng hơi khó nhỉ? Yeah. Không thì bên em đang có cái chính sách là thanh toán theo tiến độ. Thanh toán tiến độ thì anh vẫn được chiết khấu là 4%. Cộng với quà tặng căn bao ngủ này được 30 triệu nữa. Okay, thanh toán theo tiến độ thì được chiết khấu 4%, còn thanh toán hết tiền thì được chiết khấu 5%. Vâng, thanh toán theo tiến độ thì nhưng mà anh cũng không nhận nhà luôn. Thế bao giờ thì được nhận nhà? Trong vòng 5 tháng ấy, khoảng 5 tháng. Tiến độ của em kéo dài từ bây giờ thì lúc nhận nhà khoảng 5 tháng. Nếu mà anh muốn nhận nhà thì có thể vào tiền sớm hơn để nhận nhà. Nhưng khoảng 2-3 tháng sau anh về tiền thì lúc đấy anh vào đủ 95% là nhận nhà rồi. Mua cái nào thì nó dễ bán hơn em nhỉ? Về dễ bán hơn thì ở đâu cũng dễ bán. Thì quan trọng là anh thích ở đâu hơn. Chứ có là anh thích ở PHC hơn. Thế thì PHC thì như em chia sẻ, nếu mà anh cần những căn 3 ngủ thì ngoài đấy cũng còn, chỉ còn những căn 2 ngủ đấy. Thế trong các căn 2 ngủ đấy thì căn nào sẽ là căn theo em thì mua hợp lý nhất? Đấy thì bên em có căn 11-3 là 2.870 triệu. Đâu là căn nào? Đây. Căn này có cửa vào đông nam, nam sông là tây bắc. Nhưng mà anh thấy em đầu tư để cho thuê thì em đầu tư căn 2 ngủ thì rất là hợp lý. Giờ như ở đây thì với cái căn này thì nội thất bên em là gần như đầy đủ hết rồi. Còn căn nào khác không? Căn 2 ngủ bên em không có nghĩa là nó còn căn 80 mét, căn 82 mét và đây căn 84 mét. Không biết là anh đang vừa chọn cái tầm diện tích nó khoảng bao nhiêu mét. Đấy là cứ đủ phục vụ đủ cho anh đi phòng ngủ được rồi. Diện của căn em vừa chỉ hôm ba là căn nào nhỉ? Căn số 7 80 mét. Căn tìm đây. Đây. Là căn 80 mét. Căn đây có vẻ hợp lý đấy. Dễ
Em cho anh căn 10 tầng 11 đấy thì còn không? Cái căn 03 là 11. Bảy. Tầng 14/07 thì em thì bán mất rồi. Đây là căn này. Còn căn bên cạnh đó thì sao? Căn bên cạnh đó thì còn tầng nào? Căn này là căn số 8 à? Dạ vâng. Số 8 thì đẹp biết chứ. Tầng 11, tầng 8 em còn. Tầng 8 với tầng 6 thì sao? Tầng 8 em cũng còn. Căn này cũng được. Cái căn này bên em nó có cái căn một thực tế rồi thì em mời qua xem một thực tế. Tôi xem cái mặt bằng trước đi. Cái nó chỉ cái này thôi. Căn số 8 ở tầng 6 với tầng 8 còn phải không? Dạ vâng. Không biết là anh muốn chọn khoảng tầng như nào? Đấy, chọn khoảng như thế. Ở tầng 7 có được không anh? Tầng 7 cũng được. Tại vì nếu mà căn này là tầng 83, tất cả 83m. Nếu mà ở tầng 7 thì giá của em nó tốt hơn. Tổng giá căn này ở tầng 7 là được khoảng 2.940 triệu. So với tầng thì nó sẽ giảm cho mình khoảng tầm 100 triệu, hơn 100 triệu. Sao lại thế nhỉ? Bây giờ tầng 7 thì mua một số người họ lại hơi quan niệm không thích số 7 lắm. Thế thì thôi thì không được lên tầng 7. Thế là tầng khác thì là cao hơn tầng 7 là 100 triệu. Dạ vâng. Khoảng 100 hơn 100 triệu. Đấy, tầng 6 thì nó mới ra rẻ chứ. Tầng thường thì nó lại tăng giá lên 80m tăng thêm 100 triệu là tăng thêm 1,25 giá. Tăng thêm 1,25 giá đấy. Thế là căn tầng 7 là 2.940 tầng 8 thì được khoảng 3.040 triệu, phải không? Là không, tầng 8 thì nó rơi vào khoảng 3.240 triệu. Ủa, là thêm 2.940 và 3.240 thì là 300 triệu. Mỗi số thôi mà 300 triệu ạ. Căn này là tầng 7 thì anh nói nó không phải là xấu, vì là tầng 7 thì nó view thấp hơn một chút thôi. So với tầng khác. Tức là tầng 7 thì nó không phải là xấu, nhưng mà cái tầng khác thì nó lại đắt hơn. Yeah. Tầng cao hơn thì view đẹp hơn, cả đây cũng là cách tính của chủ tư. Chủ tư đây họ lại tập trung vào con số ra là số đẹp thì họ lại giá là cao hơn một chút. Có tầng 4 không? Tầng 4 thì bây giờ là trung tâm thương mại. À. Ở từ 5 đến tầng 17. Thế tầng 13 thì giá bao nhiêu? Tầng 13 thì bên em các căn hộ tầng 13 mà bán hết rồi. Căn này còn được nhiều không em? Căn này bên em còn khoảng 4 căn. 1 căn ở tầng 7, 1 căn ở tầng 8 và 1 căn ở tầng 11. Căn này bố trí cũng hợp lý đấy chứ. 2 cộng 1 phòng ngủ đấy chứ nhỉ? Không, căn này là căn 2 ngủ chứ ạ. Đây là khu đây mình đi cửa vào, đây là khu nhà chung chung. Còn đi vào đây là khu phòng ăn, là khu phòng khách, đây là khu ra, và đây là khu phòng ngủ master đấy, thì có nhà vệ sinh riêng. Đây là phòng ngủ phụ, đây là khu bếp. À đấy là bếp à? Vâng. À đấy tưởng là phòng ngủ. À, thì căn đấy thì không được 3 phòng ngủ nhỉ, không được 2 cộng 1. Đây chỉ là căn 2 phòng ngủ thôi. Không được cái phòng nhỏ nhỏ nữa thì.
Được rồi, thế thì anh gửi cho cái mặt bằng đấy đi để về anh nghiên cứu xem thế nào nó phù hợp. Về nhưng mà cái vấn đề là em thấy anh bảo là cụ thể bây giờ là anh muốn đầu tư hay là muốn mua để ở? Bây giờ anh mua để anh ở, nhưng mà cái chính là liệu nó có bán được không, hoặc cho thuê được không. Bây giờ dịch Covid đến đợt sóng thứ hai nó diễn ra một lần nữa, anh không có tiền ăn, đương nhiên là anh buộc lòng phải bán nhà hoặc cho thuê. Cho thuê ở đây thì lúc nào cũng cho thuê được. Ở đây là bên trong đầu tư cho thuê làm công nên ra là ở đây họ hỏi thuê rất là nhiều. Thuê như này thì anh nghĩ là không cho thuê được. Đấy, thì nó đẹp hơn nhiều, sử dụng bể bơi miễn phí, sử dụng cái dịch vụ miễn phí 10 năm bây giờ còn 5 năm miễn phí nữa. Và cái dịch vụ một tháng 1 triệu đấy. Cái này là phí dịch vụ lại là 11.000 à? Vâng. Thế là cái 80 mét thì là 960.000 rồi, còn đâu là 1 triệu nữa rồi còn đâu. Nhưng mà anh so sánh trong cái bê vơ thì cái căn ở trong kia thì căn 65 mét ở cái bê vơ là 3 bây giờ thuê khoảng 10 triệu. Ừ. Mà đây anh ở căn 75 mét thì thuê bây giờ cũng phải được khoảng 11, 12 triệu. Nó đồ cơ bản, bên trong thuê 65 mét full đồ thì 10 triệu. Ừ. Đó được rồi, anh cứ đưa cho em cái số này, cho em cho anh cái số của em đi, xong rồi gửi cho anh cái mặt bằng này, gửi qua Zalo cho anh, gửi mail qua cho anh cũng được để anh nghiên cứu lại cái mặt bằng. Và anh cũng làm hàng không anh biết, nhưng mà cái chính anh phải xem lại mặt bằng nó một chút. Bây giờ anh còn thắc mắc ở vấn đề gì nữa thì em sẽ phân tích thêm cho anh. Nếu anh thắc mắc gì đâu thì anh về nghiên cứu lại cái mặt bằng một chút. Mà ở đây thì nếu mà anh đang sắp tắt ở lần nào thì em có thể phân tích thêm cho anh, không về nhà anh quên mất anh đang mắc ở khu như thế nào thì em giải thích luôn ở đây cho anh để anh về anh có thể bàn trên với chị cũng được. Ừ. Anh đang nhìn vào căn số 1 thì kìa, căn 1 kia là hướng đông nam phải không? Căn này. Ừ. Đây căn 1 là căn ban công là đông bắc, tây bắc, và cửa vào nó thì là tây nam. Căn đông nam là căn số 10. Ừ, để xem các căn số 10 có bằng không? À, căn số 9 là căn số 9. Căn số 9 đấy còn ở tầng nào? Là căn số 9, nhưng căn 3 ngủ bên em thì bên bắn hết rồi. Trên mặt bằng của em căn nào là căn 3 ngủ? Ở đây, hai căn 100 mét là căn 3 ngủ. Ở đây căn 90 mét là căn 3 ngủ. Còn lại thì hiện tại bây giờ bên em chỉ còn những căn có diện tích là 75 mét, 80 mét, 82 và 84 mét. Ừ. Chỉ còn những căn như vậy thôi. Còn căn màu vàng vàng 75 mét ở dưới thì sao? Căn này thì bên em cũng bán hết rồi. Thì em vừa cũng bảo và thông báo với anh là bên em chỉ còn những căn như căn 75 mét, 80, 82, căn 84 mét. Tức là còn cái căn màu xanh này, màu tím này. À, tức còn một căn ở giữa. Vâng, một căn ở giữa. À, rồi. Tưởng là còn hết. Em thông báo với anh là em bên em còn những căn diện tích như em vừa thông báo với anh là từ 75 đến 84 mét. Ừ. Theo em nên lấy căn nào trong bốn cái căn này? Em nên điều từ ngoài cái cà phê thì em nên lấy căn 03 75 mét. Ừ. Thì là cái tầng nó đẹp mà tưởng tiền nó quá cao, mà đầu tiên công ty căn này bây giờ phải được đồ với đồ cơ bản là chủ tư thì cũng phải được khoảng là 11, 12 triệu. Anh không phải đầu tư thêm gì vào đấy nữa. Nhưng mà chỉ là trong phòng ngủ. Hơi khó. Yeah. À, không biết là anh này ở mấy người? Anh có hai vợ chồng một đứa con thôi. Nếu mà hai vợ chồng một đứa con thì căn hai ngủ được thoải mái mà. Việc ông bà qua để trông trẻ con thì phải có phòng cho ông bà chứ.
Nếu mà dự án này thì nó tăng đang ngủ thì em đang hết, thì em đang vừa trao đổi với anh thì em có thêm dự án này luôn, em vừa báo với anh một căn ở trong đấy. Thì trong đấy thì còn tăng đang ngủ, mà này thì nó biết tăng đang ngủ rồi. Ở đấy thì nó hợp lý hơn, chỉ có khoảng 2-3 triệu thôi. Dạ. Tổng tiền thì nó rơi vào là 4 tỷ 1. Vì là cái tiền thích hơn rộng, cũng cả tầm 4 tỷ 1 đấy là tổng tiền khi em tính cả một thất. Thì vậy vào luôn được rồi. Khó nhỉ? Thì khoảng 3 mới sao thôi. Chính sách bán hàng nó như thế nào nhỉ? Chính sách bán hàng hiện tại của em thì là nếu mà anh tính toán theo tiến độ thì tạm đối với căn 2 ngủ bây giờ thì tạm là 30 triệu. Còn gì nữa? Dạ, như cả chính sách ngân hàng thì anh được vay 0% từ khi đến ngày 31/8 ấy. 31/8 đây là trước số tháng 6 rồi. Thế thì 2 tháng sau 2 tháng thì nó sao, nó làm sao? Nếu sau 2 tháng thì bắt đầu lại về lãi suất bình thường của ngân hàng đấy. Giao động từ 10.5 đến 10.7. Tại vì dự án bên em là bắt đầu bàn giao về ở rồi. Chính sách bán hàng này có cũng như không nhỉ? Bây giờ anh mua về
sofa, TV các kiểu là có chưa? Sofa, TV thì chưa có. Thất lê bên em thì gồm những thứ như là tường trần gạch cao, sàn gỗ, thiết bị nhà vệ sinh đang có đóng lạnh, thiết bị bếp đang có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bếp từ, hút mùi và bể rửa và điều hòa các phòng. Như phòng khách là ông trần, như là phòng ngủ là ván tường, toàn bộ là của đây, đây kín hết. Đấy, sắm trong đồ rời, giường tủ, bàn ghế đại phẩm. Chuyển từ cái nhà quê sang cái này rồi. Không biết bây giờ anh đang thắc mắc vấn đề gì nữa. Anh chỉ là tăng một cái này thì hai phòng ngủ, giá nó vượt vào. Cái kia thì ba phòng ngủ, 4.1 tỷ. Nó chênh nhau hơn, thành ra là chênh nhau khoảng 1.3 tỷ. Chênh nhau 1.3 tỷ thì anh mua được hai căn nhà ở xã hội nữa, công suất của ông già anh. Đấy. Nhưng mà đây bên em là chung cư, chung cư cao cấp, chung cư thương mại, còn nếu lúc mà so sánh nhà ở xã hội thì không có ấy. Đâu anh có so sánh đâu, anh bảo chênh nhau 1.3 tỷ thì lấy 1.3 tỷ để anh mua được hai cái suất hồ sơ nhà ở xã hội nữa rồi, mua được hai căn nhà xã hội nữa rồi còn đâu. Đấy, anh mua ở một căn ở đây hai ngủ, anh mua thêm hai suất nhà ở xã hội nữa thì anh nó cũng là tiền anh cứ. Nhưng mà vấn đề với anh không có 1.1 tỷ. Hiện tại người anh đang tài chính của anh đang có khoảng bao nhiêu? Anh có 3.9 tỷ. 3.9 tỷ à? 3.9 tỷ thì về nhu cầu căn hai ngủ đây thì thoải mái mà. Đó là giờ nó hơi lưng chừng một đi để anh về anh cân đối với ông bà tí nữa, cả vợ nữa xem như thế nào. Dự án em thì thích rồi, thảo luận với ông bà xem như thế nào đã, thương lượng với ông bà đã, ông bà cùng qua chơi. Để gửi qua Zalo cho anh cái mặt bằng này nhá, để anh nghiên cứu hai căn số mấy nhỉ? Hai căn đấy là số mấy nhỉ? Căn số 3. Đâu rồi? Không, căn đấy đi qua giáp thì thôi. À, không, căn giáp là căn số 7 bên này. Ừ, nhưng mà vẫn phải đi qua giáp. Nếu giáp đây thì bên này nó cũng ảnh hưởng gì đâu anh. Bên này căn này nó ảnh hưởng gì luôn. Ừ, nhưng mà phải đi qua giáp thì thôi. Không, anh có thể lấy căn số 8 này. Rồi, cứ gửi qua anh cái mặt bằng đi. Gửi qua cho anh cái mặt bằng này. Để anh nghiên cứu, tính toán lại. Bây giờ anh còn nghiên cứu được vấn đề gì, anh có thể trao đổi với anh, để anh chia sẻ thêm một đoạn. Đấy, thì bây giờ căn hai phòng ngủ thì không bà không đến chơi thì rất là khó. Bà mà đến chơi thì giả sử như đúng như em nói là bà mà đến thì ừ thì anh ngủ với thằng cu, bà ngủ với một anh cũng được. Nhưng mà ông sang nữa thì về ba ông cháu ngủ một phòng thì anh cũng hơi khó. Đấy. Ông sang thì cả thì ông ngủ với cháu thôi, hai chị vẫn ngủ với nhau bình thường. Thế bà ngủ đâu? À, cả ông cả bà sang thì đấy không thì anh theo em thì anh cũng lấy ở trong cái bay vơ thì đấy 4.1 tỷ. Đấy. 4.1 tỷ đến đây là hoàn thiện hết rồi, rất là rồi. Ừ. Thì đây anh đang tính là cái này của em là 2.8 tỷ, cái kia là 4.1 tỷ thì anh đang tính là nó sẽ bị chênh nhau 1.3 tỷ. Thì chi bằng anh xoay được ông bà đủ 4.1 tỷ thì anh lấy mua căn nhà này rồi lấy 1.3 tỷ anh mua hai căn nhà ở xã hội. Vậy anh được tài sản không? Anh mua với số tiền anh mua được 3 cái nhà, nó có phải hay hơn là mua một nhà không? Mình đầu tư mình phải tính toán ở đây chứ. Em là anh phải tính được chứ. Em đang có một căn 3 ngủ đã rất tốt cho anh. Nhưng em hỏi một chút được, không biết anh quan trọng quá về tầng không? Không, anh bảo rồi anh chủ yếu đầu tư thôi. Ừ. Thì em đang có một cái căn 3 ngủ. Căn tầng 3, căn tầng 4. Bây giờ tổng giá trị bây giờ trừ hết các chiếc tố đi còn chỉ còn 3.566.000.000. Em hoàn thiện thêm 400 tiền nội thất nữa thì là 3.9 tỷ. Ừ. Là vừa số tiền anh có 3.9 tỷ là ừ nó là vừa, nhưng mà anh lại tính cái vấn đề là nó rẻ hơn cái căn 1.1 tỷ là 200. Nếu mình tính là mình để được 1.3 tỷ thì bây giờ mình để được 1.1 tỷ. Anh chỉ cần mua được một căn nhà xã hội thôi. Và là mua hai con xe cho hai vợ chồng đi làm. Xe là nó hơi lớn. Không cần thiết. Đây là căn 3 ngủ này. Ừ. Nếu mà không muốn, anh muốn bỏ ra 1.3 tỷ như các anh nói thì đấy, mua căn 2 ngủ ở ngoài kia thì không đưa 1.3 tỷ. Thôi được rồi, cái này để anh về anh bảo với ông bà anh đã. Bởi vì cái năng ông bà chỉ xuống vài lần thôi.
thì anh tính nếu mà tranh nhau nhiều như vậy, là giữa tranh 1 tỷ đi chẳng hạn, thì thà anh lấy 1 tỷ thì anh cho một ngân hàng một năm anh để được 7% là 70 triệu, thì mỗi lần ông bạc xuống anh lấy 5 triệu đi, cho ở khách sạn là 5 sao đi, 2 triệu rưỡi một đêm, 2 đêm là 5 triệu, thì một năm khoảng 4 lần thôi, được 20 triệu. Thì anh cũng còn rôi ra 50 triệu và 1 tỷ anh cũng túi, làm việc gì thì làm, thì nó hợp lý hơn. Không biết là anh cần phải thắc mắc vấn đề gì nữa, vì là nếu mà như anh tính toán thế thì em thấy ok rồi thì đấy luôn. Để anh về thương thảo lại với ông bà đã, xem ông bà có đồng ý cầm khách sạn không đã. Không rồi anh sẽ trao đổi lại với em. Nếu mà ông bà đồng ý ở khách sạn thì anh sẽ mua căn hai ngủ được này. Ok, thì các bác đã gửi cho anh email Zalo cái này nhé. Có gì anh sẽ nghiên cứu chọn hai các bác, anh có gì anh sẽ báo lại cho em sớm.